Các em học sinh thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục luyện tập giải đề kiểm tra kỳ 1 môn hóa học lớp 10 năm học 2017-2018. Thời gian làm bài 45 phút. Đề gồm 2 phần: phần trắc nghiệm 20 câu 7 điểm và phần tự luận 2 câu 3 điểm. Câu thứ nhất: phát biểu nào dưới đây là đúng? Phát biểu A: những electron ở gần hạt nhân có mức năng lượng cao nhất. Đây là phát biểu sai. Các electron ở gần hạt nhân là những electron có lực hút chặt với nhân bền vững nhất nên có mức năng lượng thấp. Phát biểu B: các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau. Đây cũng là phát biểu sai. Các electron trong cùng một lớp có mức năng lượng gần bằng nhau. Chỉ những electron trong cùng một phân lớp mới có mức năng lượng là bằng nhau. Phát biểu C: những electron ở lớp K, tức là lớp N, có mức năng lượng thấp nhất. Đây là phát biểu đúng. Bởi vì lớp thứ nhất là lớp ở gần hạt nhân, liên kết chặt với nhân nên có mức năng lượng thấp nhất. Do đó đáp án C được chọn. Phát biểu D: những electron ở phân lớp 4B có năng lượng thấp hơn electron ở phân lớp 4S. Như ta biết, theo thứ tự mức năng lượng thì mức năng lượng 4S được xếp ở bên trong, sau đó mới sang mức năng lượng 4B. Tức là mức năng lượng 4B cao hơn so với 4S, chứ không phải là thấp hơn so với 4S. Ta sang câu thứ hai. Cho hai nguyên tố XY thuộc hai nhóm A liên tiếp trong cùng một chu kỳ. Như vậy, hai nguyên tố này có số hiệu nguyên tử, hai số proton lệch nhau một đơn vị, và tổng số proton là 15. Như vậy ta gọi BX là số proton của nguyên tử X và BY là số proton của nguyên tử Y. Thì tổng proton của X và Y theo đề bài là 15. Và do đây là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ liên tiếp, giả sử Y là nguyên tố đứng sau, như vậy giữa BY và BX lệch nhau một đơn vị, tức là BY trừ cho BX bằng 1. Giải hệ phương trình này, ta sẽ ra được BX bằng 7 và BY bằng 8. Để biết vị trí của X và Y trong bảng tuần hoàn, ta có thể biểu diễn cấu hình electron. Thí dụ với BX bằng 7, tức là nguyên tử X có sắc bằng 7, 7 electron. Cấu hình electron được biểu diễn như sau: 1s2, 2s2, 2b3. Vậy X thuộc nhóm A và do có 5 em ngoài cùng nên X thuộc nhóm 5A trong bảng tuần hoàn. Tương tự, với nguyên tố Y, nguyên tử Y có sắc bằng 8, thì cấu hình electron của ta sẽ là ở lớp ngoài cùng là lớp thứ 2 và 2s2, 2b4. Có 6 e ngoài cùng, nguyên tố Y thuộc nhóm 6A. Như vậy, X thuộc nhóm 5A và Y thuộc nhóm 6A phù hợp với đáp án B. Câu thứ 3. Cho biết cấu hình electron nguyên tử của một số nguyên tố sau. Số nguyên tử kim loại trong các nguyên tố trên. Nguyên tố kim loại là nguyên tố mà nguyên tử của nó có số e ngoài cùng là 1, 2, 3. Như vậy, kiểm tra với cấu hình electron thứ nhất với 1 e ngoài cùng
nên nguyên tố thứ nhất thuộc loại là kim loại thỏa mãn. Nguyên tố thứ hai có 7 em ngoài cùng nên là phi kim. Nguyên tố thứ ba có 3 em ngoài cùng nên là kim loại thỏa mãn. Nguyên tố thứ tư có 6 em ngoài cùng là phi kim. Nguyên tố thứ năm có 2 em ngoài cùng là kim loại thỏa mãn. Nguyên tố thứ sáu có 5 em ngoài cùng là phi kim. Nguyên tố thứ bảy có 2 em ngoài cùng là kim loại. Và nguyên tố thứ 8 có 8 em ngoài cùng là khí hiếm. Như vậy ta có 4 nguyên tố kim loại được đánh dấu phía trên. Đáp án B được chọn. Câu số 4. Nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và hạt không mang điện là 34, tức là tổng các hạt trong nguyên tử là 34. Trong đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Nguyên tố R và vị trí của R trong hệ thống tuần hoàn là dựa vào hai số liệu trên đề bài, ta sẽ tìm được số proton của R. Cụ thể như sau. Tổng số hạt trong nguyên tố R là B cộng N cộng E bằng 34. Do B bằng E nên ta có phương trình là 2B cộng N bằng 34. Mặt khác, số hạt mang điện cũng là 2B theo như đề bài bằng 1,833 lần số hạt không mang điện là nơ trong. Thì từ hai phương trình này ta dễ dàng tính được B bằng 11 và N bằng 12. Với B bằng 11 thì ta sẽ có thể biểu diễn được cấu hình electron, từ đó xác định vị trí của nguyên tố R trong bảng tuần hoàn. Cấu hình electron với 11 electron như sau. 1s2, 2s2, 2b6 và 3s1. Như vậy, nguyên tố R thuộc nhóm 1a và chu kỳ 3 trong bảng tuần hoàn. Điều này thỏa mãn với đáp án D. Do đó, đáp án D được chọn. Câu số 5. Nguyên tố X có cấu hình electron như đã cho. Vậy, X có một em ngoài cùng nên X là kim loại thuộc nhóm 1a, kim loại hóa trị 1. Nguyên tố Y với cấu hình như đang cho có 7 e trong lớp ngoài cùng nên nguyên tố Y là phi kim điển hình thuộc nhóm 7a. Như vậy, liên kết hóa học giữa một kim loại điển hình và một phi kim điển hình đó là liên kết ion. Do đó, đáp án A được chọn. Câu thứ 6. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là hai loại hạt. Đó là hạt proton và hạt neutron ở đáp án C. Câu thứ 7. Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3b4, vị trí của X trong bảng tuần hoàn. Do phân lớp ngoài cùng là 3b4 nên trước 3b4 sẽ là 3s2 rồi mới đến 3b4. Như vậy, với cấu hình này nhanh chóng ta xác định được X thuộc chu kỳ 3 do đã ghi 3 lớp electron và có 6 em ngoài cùng nên thuộc nhóm 6a trong bảng tuần hoàn.
Chu kỳ 3 nhóm 6A. Có đáp án A thỏa mãn. Câu thứ 8. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không phải là phản ứng oxy hóa khử? Thì phản ứng trao đổi là phản ứng không làm thay đổi số oxy hóa của các nguyên tố, nên luôn luôn sẽ là phản ứng không phải là phản oxy hóa khử. Còn các loại phản còn lại trong các đáp án có thể là phản ứng oxy hóa khử. Thí dụ đáp án A với phản ứng thế thì luôn luôn là phản ứng oxy hóa khử. Ta thí dụ một phản ứng như phản ứng của axit tác dụng với kim loại trước hydro. Khi đó kim loại nặng kẽm sẽ thay thế vào hydro của axit để tạo ra muối kẽm clorua và giải phóng hydro. Phản ứng này là phản ứng oxy hóa khử. Với đáp án C, phản ứng phân hủy. Phản ứng phân hủy có thể là phản ứng oxy hóa khử. Thí dụ như phản ứng phân hủy H3O thủy ngân oxit kém bền với nhiệt để tạo ra thủy ngân và oxy. Vậy phản ứng phân hủy có thể là phản ứng oxy hóa khử, không thỏa đề bài. Với đáp án D, phản ứng hóa hợp cũng có thể là phản ứng oxy hóa khử. Thí dụ sự kết hợp của canxi với oxy để tạo ra canxi oxit thì đây là phản ứng oxy hóa khử. Câu thứ 9. Cho các phản ứng sau, số phản ứng trong đó HCl thể hiện tính khử. Thể hiện tính khử là HCl sẽ tăng số oxy hóa. Với hai nguyên tố hydro và clo trong phân tử HCl, hydro là cộng 1, chỉ có giảm mà không có tăng lên. Như vậy Cl trừ 1 có thể tăng lên. Thí dụ như Cl1 trừ 1 tăng lên Cl2 không. Như vậy ta sẽ tìm các phản ứng tạo ra khí clo, đó là phản ứng mà HCl thể hiện tính khử. Gồm phản ứng C tạo ra khí clo và phản ứng E tạo ra khí clo. Do đó phản ứng A cũng tạo ra khí clo. Do đó có 3 phản ứng được chọn. Câu số 10. Tổng số các hạt cơ bản trong nguyên tử của nguyên tố X là 28 và hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 8. Từ hai dữ kiện này ta sẽ tìm được các hạt của nguyên tố X. Cụ thể, tổng các hạt trong nguyên tử X là 2B cộng N bằng 28. Mặt khác, đề bài cũng cho số hạt mang điện là 2B nhiều hơn số hạt không mang điện là N bằng 8. Giải hệ phương trình này, ta sẽ có được B bằng 9 và N bằng 10. Như vậy, ta cũng sẽ suy ra được số khối A bằng 9 cộng 10 bằng 19. Vậy ký hiệu nguyên tử có số sắc bằng 9 và số khối là 19. Đáp án C thỏa mãn. Câu 11. Công thức oxit cao nhất của R là RO2, tức là trong đây R có quá trị 4. Như vậy trong hợp chất với hydro, R cũng có quá trị 4, công thức là RH4. Và trong công thức RH4 này, theo đề bài đang cho, thì ta có phần trăm hydro. Lấy khối lượng của 4 hydro là 4, chia toàn bộ khối lượng phân tử RH4 là R cộng 4 nhân 100 thì ta sẽ được là 25. Từ phương trình này giải ra ta sẽ được R bằng 12.
R bằng 12 với ứng với nguyên tố carbon theo như đề bài đang cho. Như vậy đáp án C được chọn. Câu 12. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố li ti, oxy, fluor, natri được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là. Như ta biết, trong một chu kỳ khi đi từ trái sang phải, bán kính nguyên tử giảm dần, và trong một nhóm khi đi từ trên xuống dưới thì bán kính nguyên tử tăng dần. Như vậy dựa vào các số proton hay các số hiệu nguyên tử của từng nguyên tố, ta có thể biểu diễn được cấu hình electron, từ đó xác định được vị trí để biết sắp xếp bán kính nguyên tử của các nguyên tố. Cụ thể với li ti Z bằng 3, cấu hình ở trong được biểu diễn là 1s2 2s1. Vậy li ti này là nguyên tố thuộc nhóm 1a trong bảng tuần hoàn. Nguyên tố tiếp theo oxy Z bằng 8, cấu hình ở trong được biểu diễn là 1s2 2s2 2b4. Như vậy nguyên tố oxy thuộc nhóm 6a trong bảng tuần hoàn. Với fluor tương tự Z bằng 9. Như vậy cấu hình ở trong lớp ngoài cùng là lớp thứ hai 2s2 2b5 và fluor thuộc nhóm 7A trong bảng tuần hoàn. Nguyên tử natri với Z bằng 11. Cấu hình E là 1s2 2s2 2b6 3s2 3s1. Và natri sẽ thuộc nhóm 1A trong bảng tuần hoàn. Như vậy, với ba nguyên tố đầu tiên thuộc chu kỳ 2 thì li ti là chất có bán kính lớn nhất. Tiếp đến sẽ là oxy và bán kính giảm dần cho đến fluor. Fluor là chất có bán kính nhỏ nhất. Tuy nhiên quan sát trong nhóm 1A có li ti và natri, natri ở phía dưới li ti nên natri có bán kính lớn nhất. Theo cầu đề bài, sắp xếp theo thứ tự tăng dần của bán kính nguyên tử. Như vậy nguyên tố natri phải nằm cuối cùng trong sự sắp xếp và sau natri sẽ là li ti. Thì ta thấy chỉ có đáp án D đang thỏa mãn. Hai nguyên tố li ti natri có bán kính lớn nhất nên đáp án D được chọn. Câu 13. Trong công thức electron của phân tử CO2, số cặp electron tham gia liên kết và không tham gia liên kết lần lượt là. Ở đây ta cần biểu diễn lại công thức electron của phân tử CO2 để biết các electron đã tham gia liên kết cũng như chưa tham gia liên kết. Trong phân tử CO2, một carbon liên kết với hai oxy bằng cách góp chung electron và được biểu diễn như sau. Oxy có 6 e lớp ngoài cùng, cần thêm 2 nên sẽ đưa ra 2 e để góp chung. Như vậy, nguyên tử carbon cũng sẽ đưa ra 2 e để góp chung với oxy này. Và tương tự như vậy cho oxy bên phải. Oxy phải cũng đưa ra 2 e để góp chung và carbon cũng làm như vậy. Với carbon có 4 electron lớp ngoài cùng đều đã đưa ra góp chung nên không còn electron chưa tham gia liên kết. Nhưng với oxy có 6 electron lớp ngoài cùng sau khi đã đưa 2 còn lại 4 e. Oxy bên phải cũng còn lại 4 e. Như vậy theo cầu của đề bài hỏi số cặp electron tham gia liên kết để góp chung electron thì ta được cả 8 electron, tức là 4 cặp electron tham gia liên kết. Tiếp theo là cặp electron không tham gia liên kết, đó là những cặp electron
trên nguyên tử oxy có 8 e trên nguyên tử oxy cả thải, nên cũng là 4 cặp electron. Nhưng mà đây là 4 cặp không tham gia liên kết. Do đó, đáp án A phù hợp. Câu 14 cho phản ứng hóa học. Hỏi vai trò của H2SO4 trong phản ứng trên. Ta thấy trong phản ứng, ta kiểm tra số oxy hóa của các nguyên tố để xem sự thay đổi số hóa mà biết vai trò là chất khử, chất oxy hóa hay là chất tạo môi trường. Với hợp chất đầu tiên Fe4 thì sắt có số hóa là cộng 2. Sau này bị oxy hóa bởi thuốc tím tăng lên sắt 3 nên sắt là chất khử hay là Fe4 là chất khử. Trong KMnO4 thì mangan có số oxy hóa là cộng 7. Sau này mangan giảm xuống số hóa là cộng 2. Như vậy mangan hay là KMnO4 là chất oxy hóa. Trong khi H2O4 với hydro cộng 1, oxy trừ 2 và lưu huỳnh ta tính được sẽ là cộng 6. Thì phía sau phản ứng các gốc SO4 trong đây lưu huỳnh vẫn là cộng 6. Như vậy ta thấy phân tử H2O4 không tham gia được các phản ứng, các quá trình oxy hóa hay là quá trình khử, nó chỉ là môi trường axit để thuốc tím thể hiện tính oxy hóa mạnh của nó mà thôi. Do đó đáp án C được chọn với vai trò của H2O4 là môi trường cho phản ứng. Câu 15. Giả sử trong tự nhiên magie có hai đồng vị bền là Mr1224, Mr1225. Nguyên tử khối trung bình của Mr là 24,31. Yêu cầu tính phần trăm các đồng vị của magie lần lượt là. Trong bài này ta chỉ cần khai triển công thức tính khối lượng nguyên tử trung bình của magie thì ta sẽ tìm được phần trăm của các đồng vị. Cụ thể, khối lượng nguyên tử trung bình của magie là 24,31 sẽ bằng số khối đồng vị thứ nhất Mr1224, số khối là 24, nhân phần trăm của đồng vị này trong tự nhiên ta đặt là A1, cộng số khối đồng vị thứ hai là 25 và nhân phần trăm đồng vị thứ hai chiếm trong tự nhiên là 1 trừ A1. Giải phương trình này ta sẽ ra A1 bằng 0,69, tức là đồng vị đầu tiên Mr1224 chiếm 69% và đồng vị thứ hai chiếm số còn lại là 31%. Do đó đáp án D được chọn. Câu 16. Trong tự nhiên oxy có 3 đồng vị O8, 16, O8, 17, O8, 18. Hỏi số phân tử O2 khác nhau có thể được tạo thành từ 3 đồng vị trên là. Để cho dễ tổ hợp, ta sẽ ký hiệu đồng vị thứ nhất là số 1, đồng vị thứ O8, 17 là số 2 và đồng vị cuối là số 3. Phân tử oxy được tạo thành từ hai nguyên tử oxy bất kỳ trong số 3 nguyên tử oxy này. Thí dụ ta có phân tử oxy thứ nhất là 11, phân tử oxy thứ hai 12, phân tử oxy thứ ba 13. 13 có nghĩa là gồm O của đồng vị thứ nhất và O của đồng vị thứ ba. Tương tự như vậy, ta có tổ hợp hai nguyên tử oxy đều là 22, hai nguyên tử oxy đều là 23 và trường hợp 21 giống như 12 ta đã ghi trên. Và cuối cùng ta có nguyên tử oxy được tạo thành đều từ hai nguyên tử oxy thứ ba. Như vậy ta có cả thể là 6 phân tử COO2 khác nhau, nên đáp án B được chọn. Câu 17 cho các phân tử. Hỏi số loại phân tử có liên kết đôi và liên kết ba lần lượt là
Ở đây ta cần phải biết công thức cấu tạo của các chất quen thuộc như trên đề bài để thống kê được các phân tử có liên kết đôi và có bao nhiêu phân tử có liên kết ba. Cụ thể với C2H4 có cấu tạo được biểu diễn như sau. Đây là phân tử có liên kết đôi. Tiếp theo với C2H2, đây là phân tử sẽ có liên kết 3 giữa hai nguyên tử carbon, mỗi carbon liên kết với một hydro, và giữa hai nguyên tử carbon có liên kết 3. Thứ ba với phân tử ozon, phân tử ozon gồm 3 oxy, trong đó có một oxy có liên kết đôi và oxy còn lại là liên kết cho nhận chứ cũng là liên kết đơn. Phân tử thứ ba là nitơ, quen thuộc với ta, nitơ là phân tử có liên kết 3. Tiếp theo CO2. CO2 là một carbon và hai oxy liên kết với nhau bằng liên kết đôi. CH4 là một carbon và bốn hydro đều có liên kết đơn. Và cuối cùng là NH3. Xung quanh nitơ là ba hydro có liên kết đơn. Như vậy bắt đầu ta thống kê số phân tử có liên kết đôi gồm phân tử thứ nhất, phân tử oxy, phân tử CO2. Ta có 3 phân tử có liên kết đôi. Số phân tử có liên kết 3 gồm C2H2 và nitơ, hai phân tử có liên kết 3. Như vậy đáp án D thỏa mãn. Câu 18. Cho XY là hai nguyên tố thuộc cùng một nhóm A và ở hai chu kỳ liên tiếp. Giả sử Y là nguyên tố đứng dưới và X là nguyên tố đứng trên. Như vậy ta có lệch của số Rotem hay là số hiệu nguyên tử của Y và X có thể là 8 hoặc là 18 nếu ở các chu kỳ lớn. Tuy nhiên quan sát trong các đáp án là số hiệu nguyên tử của hai nguyên tố XY không vượt quá 18, không đến 18 và lập bằng 8 chỉ thỏa mãn với đáp án A và đáp án C. Đây là hai số tự lập nhau bằng 8. Đáp án B cũng lệch nhau bằng 8. Tiếp tục với số liệu thứ hai, tổng số electron tức là tổng số B trong anion này là 42. Vậy ta có phương trình tiếp theo là Bx cộng 3 Bi và sau đó hai trừ tức là đã nhận thêm hai electron để được tổng electron là 42. Giải hệ phương trình này ta sẽ ra Bx bằng 16 và Bi bằng 8. Thỏa mãn ở đáp án A. Câu 19. Nguyên tử nguyên tố A có 8 electron ở phân lớp B. Như vậy A có cấu hình electron là, khi ta ghi tới 2B6 ta được 6 electron ở phân lớp B. Như vậy ta sẽ ghi một phân lớp B nữa đó là 3B2 với 2B6 đủ 8 electron ở phân lớp B. Vậy nguyên tố A này thuộc nhóm 4A trong bảng tuần hoàn và có số E là 14E, hay số hiệu nguyên tử là 14. Với nguyên tố B
Nguyên tố B có 3 lớp electron và 5 electron ở lớp ngoài cùng. Như vậy, cấu hình electron của B là năm electron ở lớp ngoài cùng, như vậy sẽ là 3B3. Nguyên tố B thuộc nhóm 5A trong bảng tuần hoàn và có số hiệu nguyên tử hai số E là 15. Như vậy, số đơn vị điện tích hạt nhân cũng là số hiệu nguyên tử của A và B là 14 và 15, nên đáp án B được chọn. Câu 20 chỉ ra nội dung sai khi nói về ion. Ion là phần tử mang điện là đúng. Ion được hình thành do nguyên tử nhường hay nhận electron là đúng. Các nguyên tử trung hòa điện sau khi nhường hay nhận electron làm cho có sự chênh lệch điện tích nên hình thành ion. Nội dung C, ion có thể chia thành ion đơn nguyên tử và đa nguyên tử là đúng. Thí dụ như ta có ion đơn nguyên tử Na cộng, có ion đa nguyên tử như là CO3 2 trừ chẳng hạn. Phát biểu D, ion âm gọi là cation, đây là cách gọi sai. Ion âm là anion và ion dương ta mới gọi là cation. Như vậy, nội dung sai ở đáp án D. Ta tiếp tục chuyển sang phần tự luận. Câu thứ nhất: cân bằng phương trình hóa học của phản ứng oxy hóa khử sao theo phương pháp cân bằng electron. Bước đầu tiên, ta sẽ ghi số oxy hóa của các nguyên tố thay đổi gồm kẽm ban đầu có số hóa là 0. Sau này kẽm có số hóa là cộng 2. Như vậy, kẽm có hóa trị 2 hay là kẽm đã trao đổi 2E. Trong axit nitric, nitơ là cộng 5. Sau này nitơ trong NO là cộng 2. Quá trình này đã trao đổi 3E. Kẽm là chất tăng số oxy hóa nên kẽm là chất khử tăng từ 0 lên cộng 2. Axit nitric nitơ cộng 5 giảm xuống nitơ cộng 2 trong NO nên axit nitric là chất oxy hóa. Tiếp theo, để cân bằng phương trình ta phải ghi các bán phản ứng cho và nhận electron. Thứ nhất, với kẽm 0 sau khi nhường 2E sẽ tạo ra ion sắt N2 cộng. Thứ hai, với axit nitric 2 nitơ cộng 5 sẽ nhận 3E hay là thu 3E để tạo ra N cộng 2 ở trong NO. Như vậy, để phản ứng cân bằng ta phải tìm hệ số. Phương trình trên 2E, phương trình dưới 3E thì ta nhân ngược số E đó cho từng phương trình, tức là mỗi số chung là 6 thì ta sẽ được hệ số là 32. Bước cuối cùng, ta sẽ nhân các hệ số này vào trong phương trình phản ứng. Hệ số đầu tiên 3SN0, đây là số 3. 3SN2 cộng tức là muối kẽm nitrat. Hai nhân cho nitơ cộng 5. Thật ra hai này chỉ là bằng với hai nitơ cộng 2 tham gia nhận nghe sau phản ứng. Như vậy còn lại có 6 nitơ cộng 5 làm môi trường nên đây sẽ là 2 cộng 6. Ta được kết quả là số 8, 8 hydro nên phía sau ta sẽ ghi 4 nước. Câu số 2: cho 3,12 gam kim loại Ir tác dụng hết với 24,96 gam nước, thu được 0,896 lít khí hydro điều kiện tiêu chuẩn. Xác định nguyên tử khối và tên của kim loại Ir. Sau đó tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được. Ta bắt đầu ở câu A.
Phương trình phản ứng của kim loại R với nước được viết là R cộng H2O 2HOH tạo ra 3 giờ ROH giải phóng khí hydro. Việc tìm nguyên tử khối kim loại, ta có thể tìm M lớn của kim loại dựa vào gam đang có và số mol. Số mol được biết từ số mol khí hydro. Cụ thể, mol khí hydro là 0,896 chia cho 22 lít 4, ta được kết quả là 0,04 mol. Quan sát phản ứng, ta thấy mol kim loại gấp đôi so với mol hydro. Như vậy, mol kim loại R bằng 0,08. Tới đây, ta có thể tính được khối lượng nguyên tử của R. Lấy gam đề bài cho 3,12 chia số mol 0,08, ta được kết quả là 39. 39 phù hợp với M lớn của kim loại kali. Đó là câu A. Câu B, tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được. Như vậy dung dịch thu được sau phản ứng là dung dịch KOH, ta sẽ tính nồng độ phần trăm của dung dịch KOH. Công thức là lấy khối lượng KOH là khối lượng chất tan chia khối lượng dung dịch và nhân 100. Cụ thể, mol kim loại kali là 0,08 thì mol KOH cũng là 0,08. Và từ đây suy ra khối lượng của KOH. Bằng 0,08 nhân 10 nhân 56. Tiếp theo ta sẽ tìm khối lượng dung dịch. Do ta cho 3,12 gam kim loại kiềm vào trong 24,96 gam nước và có thoát ra khí hydro. Do đó khối lượng dung dịch sau phản ứng là khối lượng của kim loại 3,12 cộng cho khối lượng của nước là 24,96. Ta sẽ trừ cho khối lượng hydro sinh ra. Khối lượng hydro sinh ra lấy mol hydro là 0,04 nhân 2. Thấy hai giá trị này vào biểu thức ở trên thì ta sẽ tìm được C phần trăm của dung dịch KOH là 16%. Đến đây ta đã giải xong đề kiểm tra học kỳ 2 môn hóa lớp 10 năm học 2017-2018. Hẹn gặp các em ở đề tiếp theo 2018-2019. Thân ái, chào các em.